Vâng, sơ xin chào cả nhà ha. Để giải đáp thắc mắc là cả nhà hay bị lỗi về nhiệt kế đo tráng, thì chúng ta bị lỗi như thế nào? Có nghĩa là khi báo mà nó ra LO hoặc HI mà nó không ra nhiệt độ cả nhà ha, hoặc là nhiệt độ chúng ta cảm thấy nó đo sai. Thì trước tiên là đầu tiên là mình sẽ thay pin cả nhà ha, thay pin xong, pin mới nha. Rồi sau đó mình sẽ coi lại xem mình để đúng chế độ đo chưa. Rồi ví dụ nè, cả nhà mình để, nếu mà đo sữa đo nước thì chuyển về chế độ đo vật thể ngôi nhà, còn đo người thì chúng ta chuyển lên đo tráng nha. Tại vì nếu mà chúng ta để chế độ đo nhà thì nhiệt độ bao nhiêu nó sẽ hiện thị bấy nhiêu, nhưng mà khi đo tráng thì chúng ta phải chuyển sang đo người để nó sẽ cộng trừ bù nhiệt độ vô trong đó nó mới chính xác cả nhà ha. Rồi trường hợp sau khi để đúng chế độ rồi mà nó hiển thị là LO, có nghĩa là gì, là nhiệt độ quá thấp so với cơ thể người, hoặc là nhiệt độ HI là quá cao so với cơ thể người, có nghĩa là nhiệt độ từ 32 độ cho đến 42 độ ha, thì nếu mà quá cao thì nhiệt độ nó sẽ không báo nữa, và quá thấp nó cũng sẽ không báo luôn, mà nó sẽ báo là LO hoặc là HI. Hoặc là khi mà chúng ta đo nhiệt độ môi trường thì nhiệt độ môi trường mình là từ 1 độ C cho đến 99 độ C, nhưng mà khi chế độ hiển thị của nó ở cái dải là từ 15 độ C cho đến 40 thôi. Còn nếu mà dưới 15 quá thấp nó cũng hiển thị LO, và quá cao nó cũng hiển thị là HI ha. Rồi, nếu mà còn bị lỗi nữa thì cả nhà có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Hoa Thành ha. Hoặc là có gì thắc mắc cứ gọi đến Hoàng Sơn theo số điện thoại trên tiêu đề. Rồi chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo trên kênh Sức Khỏe 60 Giây.